Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em nhận định của người viết Tiểu sử Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16, một người từng là đảng viên cộng sản. Người viết tiểu sử Đức Benedicto nói, Đức Benedicto thứ 16 là một vị thánh, tôi sẽ rất nhớ đến ngài. Tờ Aletheia, nghĩa là chân lý tỏ tường, có bài tường trình nhân đề Benedict the 16th is a saint. I will miss him terribly. His biographer shares his closeness. Nghĩa là người viết tiểu sử Đức Benedicto chia sẻ sự gần gũi với ngài và nói, Đức Benedicto thứ 16 là một vị thánh, tôi sẽ rất nhớ đến ngài. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Peter Seward đã đồng hành với Đức Benedicto thứ 16 trong hơn một phần tư thế kỷ trên phương diện báo chí. Lần tới tôi sẽ gặp lại anh trên thiên đường. Đức Benedicto nói khi vẫy tay tạm biệt tôi. Mọi thứ về Đức Benedicto thứ 16 rất khiêm tốn, đơn sơ, dễ tiếp cận. Tôi đã rời bỏ giáo hội, nhưng tôi quay về khi trải nghiệm các ấn tượng bởi cách Đức Ratzinger nói về tình yêu. Peter Seward sinh năm 1954, là người đã đồng hành trong hơn một phần tư thế kỷ trên phương diện báo chí với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Benedicto thứ 16, vị giáo hoàng danh dự đầu tiên trong nhiều thế kỷ. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này cho Aletheia, nhà báo người Đức nêu bật lòng dũng cảm của Đức giáo hoàng danh dự trong việc bảo vệ đức tin, không màng đến sự nổi tiếng và không thỏa hiệp. Ngài là một thiên tài, được yêu mến và bị ghét bỏ. Đức Benedicto thứ 16 là một vị thánh, tôi sẽ rất nhớ đến ngài. Công nghiệp của ngài sẽ còn mãi. Seward, tác giả của cuốn tiểu sử, hai tập, Cuộc đời Đức Benedicto cho biết. Theo Đức Thánh Cha Francisco, huấn quyền của Đức Benedicto thứ 16 là không thể thiếu đối với tương lai của giáo hội. Những cảm xúc và suy tư nào mà những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16 khơi dậy nơi anh? Một mặt, tôi rất buồn khi Đức Giáo Hoàng danh dự kết thúc cuộc đời trần thế của mình. Đáng buồn hơn hết là Ngài đã phải chịu đựng quá nhiều. Mặt khác, tôi đã cầu nguyện cho Ngài có một cái chết êm đềm để được về quê hương vĩnh hằng, là điều mà Ngài đã mong mỏi từ lâu. Hình ảnh về nhiều cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng lướt qua tâm trí tôi. Là một cựu đảng viên cộng sản và là nhà văn của Der Spiegel, một tuần báo nổi tiếng của Đức, tôi không cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Joseph Ratzinger. Đó là lý do tại sao tôi càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi vào tháng 11 năm 1992, một người không mảy may có chút gì là ông hoàng của giáo hội và thậm chí chẳng có chút gì là Hồng Y Panzer hay Hồng Y Thiết Giáp, một thuật ngữ do những người chỉ trích Đức Ratzinger đặt ra. Panzer là một loại xe tăng được Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Mọi thứ về ngài có vẻ khiêm tốn, đơn sơ, dễ gần gũi. Tôi đã rời bỏ giáo hội, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với cách Đức Ratzinger nói về tình yêu. Ngài đã chỉ ra rằng tôn giáo và khoa học, đức tin và lý trí không đối lập nhau như thế nào. Cách dạy bảo của ngài làm tôi nhớ đến những vị thầy tâm linh không thuyết phục người ta bằng những bài học sáo rỗng, mà bằng những cử chỉ lặng lẽ, những ám chỉ nhẹ nhàng và nhiều đau khổ. Trên hết, thông qua tấm gương của chính ngài, bao gồm sự chính trực, trung thực, can đảm và sẵn sàng chịu đựng. Tôi thấy sự dũng cảm của ngài để đứng lên bảo vệ niềm tin của mình là đặc biệt gây ấn tượng. Ngay cả khi vì thế mà ngài không được người ta ưa chuộng, đặc biệt khi ngài chống lại mọi nỗ lực biến thông điệp của Chúa Kitô thành một tôn giáo phù hợp với nhu cầu của xã hội dân sự. Ngài nói, giáo hội có ánh sáng từ Chúa Kitô, nếu nó không thu được ánh sáng đó và truyền nó đi, thì nó chẳng khác gì một mảnh đất buồn tẻ. Tôi cũng thích sự thanh thản, thái độ cao quý, sự hài hước của Ngài. Đức Benedicto thứ 16 là một vị thánh,
tôi sẽ rất nhớ đến Ngài. Anh nghĩ Đức Benedicto sẽ được nhớ đến như thế nào? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta và vào sự phát triển của giáo hội. Dù sao đi nữa, Đức Joseph Ratzinger đã để lại một khối tác phẩm, trong đó Ngài đưa ra những câu trả lời quan trọng cho các vấn đề của một xã hội đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa và các vấn nạn của một xã hội đang đánh mất niềm tin. Có một điều chắc chắn, với sự qua đi của Đức Benedicto thứ 16, thế giới đã mất đi một nhân cách phi thường. Không phải ngẫu nhiên mà Ngài được coi là một trong những trí thức quan trọng nhất của thế kỷ và là nhà thần học vĩ đại nhất từng đảm nhận chức vụ giáo hoàng. Nhiều người coi Ngài là tiến sĩ hội thánh thời hiện đại. Trong mỗi bài viết của mình, thái độ cơ bản của Ngài rất rõ ràng. Giáo hội và đức tin không thể được tạo ra bởi một người cho riêng mình. Nếu Chúa hiện hữu, nếu Mặc Khải hiện hữu, nếu nền tảng của Chúa Giê-xu hiện hữu, thì điều này không đến từ chúng ta, mà đến như một ân sủng. Đối với những kẻ thù của mình, Ngài có thể vẫn là hồng y thiết giáp, khủng khiếp, nhưng hàng triệu người công giáo trên khắp thế giới nhìn thấy ở Đức Benedicto ánh sáng trên ngọn đồi, một biểu tượng của sự chính thống để định hướng bản thân. Công việc của Đức Benedicto sẽ tồn tại. Tôi rất vui được tham gia cùng người kế nhiệm của Ngài trong đánh giá này. Theo Đức Thánh Cha Francisco, huấn quyền của Đức Benedicto thứ 16 là điều không thể thiếu cho tương lai của giáo hội. Thực vậy, nó sẽ ngày càng vĩ đại và mạnh mẽ hơn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kỷ niệm cuối cùng của anh về Đức Benedicto thứ 16 là gì? Ngài đã bị yếu sức, buộc phải sử dụng xe lăn trong một thời gian dài. Tinh thần của Ngài rất tỉnh táo, nhưng gần đây giọng nói của Ngài trở nên yếu ớt đến mức hầu như không thể nghe được. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi vào ngày 15 tháng 10, điều đó có thể sờ thấy rõ nhất là nỗi đau khổ mà Ngài mang trên vai, nỗi buồn sâu sắc của Ngài về những gì đang xảy ra trên thế giới và cuộc khủng hoảng trong giáo hội, đặc biệt là ở quê hương của Ngài. Papa Benedetto, cha nghĩ tại sao cha vẫn chưa được về với Chúa? Tôi đã hỏi Đức Giáo Hoàng danh dự. Câu trả lời của Ngài là Ngài vẫn phải ở lại như một dấu chỉ. Một dấu chỉ của tiến trình mà Ngài đang bảo vệ. Đó là thông điệp của Chúa Giê-xu, người mà Ngài đã dành trọn cuộc đời mình để truyền đạt một cách thuần khiết. Lần tối, tôi sẽ gặp lại anh trên thiên đường, Ngài nói. Vẫy tay tạm biệt tôi. Ngài biết chính xác cuộc hành trình sẽ đi về đâu và điều gì đang chờ đợi Ngài ở đích đến. Lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu của Chúa Kitô là một trong những chủ đề yêu thích của Đức Benedicto. Ngài từng nói, nếu việc thuộc về giáo hội có ý nghĩa gì, thì đó là việc nó mang lại cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu và do đó cuộc sống công bằng và chân chính. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật đầu năm mới. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày 1 tháng Giêng, Giáo hội trên toàn thế giới cử hành lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và ngày Hòa bình thế giới lần thứ 54. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Thank you.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli, sorelle, buongiorno e buon anno. L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima. Khởi đầu của năm mới được phó thác cho Đức Maria rất thánh, mà chúng ta mừng kính hôm nay là Mẹ Thiên Chúa. Vào lúc này, chúng ta hãy xin Mẹ chuyển cầu đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI, người đã rời bỏ thế giới này vào sáng hôm qua. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau, với một trái tim và một linh hồn, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân người tôi tớ trung thành của tin mừng và của giáo hội. Gần đây, chúng ta đã xem trên TV chương trình Sua Imagine, tất cả những gì Ngài đã làm và cuộc đời của Đức Benedicto. Khi chiêm ngắm Mẹ Maria trong chuồng gia súc nơi Chúa Giêsu sinh ra, chúng ta có thể tự hỏi Đức Trinh Nữ dùng ngôn ngữ nào để nói với chúng ta? Đức Maria nói như thế nào? Chúng ta có thể học được gì từ Mẹ cho năm mới đang bắt đầu này? Chúng ta có thể nói: Lạy Đức Mẹ, xin dạy chúng con phải làm gì trong năm nay? Trong thực tế, nếu chúng ta quan sát khung cảnh mà phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta sẽ nhận thấy rằng Đức Maria không nói. Mẹ đón nhận mầu nhiệm mẹ đang cảm nghiệm với lòng kính sợ. Mẹ ấp ủ mọi sự trong lòng. Và nhất là mẹ quan tâm đến hài nhi, như Phúc Âm đã nói, được đặt nằm trong máng cỏ. Động từ đặt có nghĩa là đặt cẩn thận. Và điều này cho chúng ta biết rằng ngôn ngữ riêng của Đức Maria là từ mẫu. Mẹ dịu dàng chăm sóc hài nhi. Đây là sự vĩ đại của Đức Maria. Khi các thiên thần mừng hát, những người chăn cừu chạy đến và mọi người lớn tiếng ca ngợi Chúa về những gì đã xảy ra, Đức Maria không nói. Mẹ không giải thích cho khách của mình mọi thứ đã xảy ra với mẹ. Mẹ không đánh cắp buổi biểu diễn. Với chúng ta, những người thích phỏng tay trên các chương trình, mẹ không đánh cắp chương trình. Ngược lại, mẹ đặt hài nhi làm trung tâm. Mẹ âu yếm chăm sóc người. Một nhà thơ đã từng viết rằng Đức Maria thậm chí còn biết cách im lặng một cách trang trọng, bởi vì mẹ không muốn đánh mất Chúa của mình. Đây thường là ngôn ngữ của người mẹ, sự dịu dàng khi chăm sóc. Trên thực tế, sau khi sinh ra món quà là một thần đồng bí ẩn trong bụng mẹ suốt 9 tháng, các bà mẹ liên tục đặt con mình vào trung tâm của sự chú ý. Họ cho chúng ăn, ẵm chúng trên tay, dịu dàng đặt chúng vào nôi. Chăm sóc, đây là ngôn ngữ của Mẹ Thiên Chúa, ngôn ngữ của những bà mẹ, đó là chăm sóc. Thưa anh chị em, giống như tất cả những người mẹ, Đức Maria đã cưu mang sự sống trong cung lòng của mình. Và do đó, mẹ nói với chúng ta về tương lai của chúng ta. Nhưng đồng thời, mẹ cũng nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta thực sự muốn có một năm mới tốt lành, nếu chúng ta muốn xây dựng lại niềm hy vọng, chúng ta cần phải từ bỏ ngôn ngữ, những hành động và những lựa chọn do chủ nghĩa vị kỷ khởi xướng và học ngôn ngữ của tình yêu. Đó là hãy chăm sóc. Chăm sóc là một ngôn ngữ mới, chống lại những ngôn ngữ của chủ nghĩa vị kỷ. Đây là cam kết. Hãy chăm sóc cuộc sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta cần chăm sóc cuộc sống của chính mình, chăm sóc thời gian của chúng ta, tâm hồn của chúng ta.
chăm sóc tạo vật và môi trường chúng ta đang sống. Và hơn thế nữa, hãy chăm sóc người lân cận của chúng ta, những người mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta, cũng như những anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn, và những người kêu gọi sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chúng ta. Khi nhìn Đức Mẹ đang chăm sóc hài nhi của Mẹ, chúng ta hãy học cách chăm sóc người khác, để cả chính mình chăm sóc sức khỏe nội tâm, đời sống thiêng liêng, bác ái. Kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế Giới hôm nay, chúng ta hãy ý thức lại trách nhiệm đã được trao phó cho chúng ta để xây dựng tương lai trước những khủng hoảng cá nhân và xã hội mà chúng ta đang sống. Trước thảm kịch chiến tranh, chúng ta được kêu gọi đương đầu với những thách thức của thế giới chúng ta với tinh thần trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Và chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta quan tâm đến nhau và nếu tất cả chúng ta cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, để trong thời đại này bị ô nhiễm bởi sự lạnh lùng và thờ ơ, Mẹ có thể làm cho chúng ta có khả năng cảm thương và quan tâm. Có khả năng nhìn kỹ hơn và thông cảm với người khác bất cứ khi nào cần thiết. Angelus Domini nunc si habet Maria. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde, ucchi angelo annunciante, Cristi fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Lux perpetua lucet teis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau: với tất cả anh chị em có mặt ở đây và với tất cả những ai đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Tổng thống Cộng hòa Ý, Ngài Sergio Mattarella, cầu chúc sự thịnh vượng cho người dân Ý và những lời chúc tương tự đến với Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày này mà Thánh Phaolô Đệ Lục muốn dành để cầu nguyện và suy tư cho hòa bình trên thế giới, chúng ta hãy cảm nhận mạnh mẽ hơn nữa sự tương phản của chiến tranh mà ở Ukraine và ở các khu vực khác đang gieo rắc chết chóc và hủy diệt. Tuy nhiên, chúng ta đừng mất hy vọng vì chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa,
Đấng đã mở ra cho chúng ta con đường bình an nơi Đức Giêsu Kitô. Kinh nghiệm về đại dịch đã dạy chúng ta rằng không ai có thể tự cứu mình, mà cùng nhau chúng ta có thể theo đuổi con đường hòa bình và phát triển. Trên khắp thế giới, từ mọi người dân, tiếng kêu đang vang lên, không chiến tranh, không tái vũ trang. Cầu xin cho các nguồn tài nguyên hướng tới phát triển, y tế, thực phẩm, giáo dục, việc làm. Trong số vô số sáng kiến được thúc đẩy trong cộng đồng Kitô hữu, tôi nhớ lại cuộc tuần hành toàn quốc diễn ra ngày hôm qua ở Altamura. Sau 4 đoàn lữ hành đã mang tình đoàn kết của họ đến Ukraine. Tôi xin chào và cảm ơn đông đảo bạn bè của cộng đồng Thánh Egidio, những người đã đến trong năm nay để làm chứng cho cam kết của họ vì hòa bình ở mọi vùng đất, ở đây và ở nhiều thành phố trên thế giới. Cảm ơn các anh chị em thân yêu của cộng đồng Thánh Egidio. Và tôi chào mừng hai ban nhạc đến từ Virginia và Alabama, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta muốn nghe họ ngay sau đây. Tôi chào các bạn trẻ thuộc phong trào Regnum Christi. Cảm ơn các bạn. Họ đang làm cho mình được lắng nghe. Và từ nhiều quốc gia khác nhau ở Mỹ Châu và Âu Châu, cũng như các trẻ em và gia đình từ cộng đồng nhà tiệc ly, xin chúc lành cho mẹ Elvira và cho tất cả cộng đồng. Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chủ nhật thú vị và một năm mới hạnh phúc. Đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.